Em anh ơi. Tôi muốn về nơi thật xa, ở nơi đó. Đâu? Mọi cái đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ, ok, tốt hết rồi anh. Chúc em thành công. Dạ dạ, cảm ơn anh. Ở nơi đó không còn những xa hoa để người dối lừa nhau, để tình chết còn biết đâu. Có những lúc tuyệt vọng, tôi muốn được như là mây, để bay đến khung trời không muộn phiền. Ở nơi đó không còn những ganh đua, để người biết thương nhau, để người biết cần có nhau. Không bon chen, không mộng mị, không hờn ghen và không lừa dối. Tiến ra tay rồi. Rồi, bây giờ đến giờ bắt đầu. Đây là một cái giây phút hết sức là cần có sự im lặng và tập trung. Xin khán giả hãy nhìn vào đây. Bắt đầu. Có những lúc tuyệt vọng, tôi muốn về nơi thật xa. Ở nơi đó không còn hận thù. Bây giờ là mấy giờ rồi bà con cho tôi biết nè? 9:05. Đây, bây giờ bãi khóa hả? Để tìm chết còn biết đâu. Đâu có chìa khóa đâu, chìa khóa được mẻ rồi. Đây là một bộ chìa khóa 3 chìa. Được mẻ hết một chìa, còn 2 chìa ở lại. Để ai giữ bộ chìa khóa này à? Rồi, tôi giữ nha. Ở nơi đó không còn những ganh đua, để người biết thương nhau, để người biết cần có nhau. Và bây giờ là anh Hoàng sẽ sử dụng camera này. Bây giờ là nút anh sẽ bấm camera này ha. Trước lúc mà đi xuống dưới lòng đất thì Nguyễn Hoàng cũng cảm ơn quý vị quan khách đã dành thời gian sáng chủ nhật để đến dự cái chương trình này. Thì lát nữa đây Hoàng đi xuống dưới lòng đất rồi á, thì ở trên bà con cô bác chúng ta chờ sự trở lại của Nguyễn Hoàng khoảng từ 15 đến 20 phút sau. Anh được chứng kiến cái phút giây mà anh Hoàng đang biểu diễn ảo thuật này, anh cảm thấy thế nào ạ? Dạ, thấy chắc coi như là nguy hiểm. Dạ. Anh có được chứng kiến cái sự niêm phong lại của cái hòm này không ạ? Dạ, dạ thấy ạ. Dạ. Anh có chút gì hồi hộp hay là cảm giác của anh như thế nào trước cái phút này ạ? Cảm giác hơi hồi hộp nhiều. Quá hồi hộp. Anh có nghi ngờ về cái sự trở lại của anh Hoàng trong phút? Dạ, chắc là cũng phải thể hiện thành lại bình thường. Quay đầu, quay đầu, quay đầu.
anh là cách đây có xa không ạ? À, tôi cách đây khoảng chừng 5 cây số chị. Anh nghe thông tin từ đâu về cái buổi biểu diễn này ạ? Tôi nghe mấy bạn nói về cái buổi biểu diễn này, sáng nay đến xem. Anh được chứng kiến thì anh cảm giác của anh là như thế nào ạ? Hồi hộp nhiều. Yeah. Bây giờ thì trong cái phút chờ đợi anh Hoàng ấy thì anh có tiên đoán về sự trở lại của anh Hoàng hay là cái gì? Không, thế mình nghĩ là Ảo Thuật Gia họ sẽ quay trở lại. Yeah, nhưng mà vẫn là hồi hộp. Yeah. Anh cảm thấy cái trò ảo thuật này như thế nào ạ? Nên nó cũng có một cái bí ẩn, mà cũng có một cái là chắc là anh Hoàng cũng có học hỏi nhiều về một số ảo thuật gia thế giới. Xa hoa để người dối lừa nhau.
Chị đến đây từ mấy giờ ạ? Mới đến hồi lúc 8 giờ rưỡi. Trong lúc chờ đợi anh Hoàng mà bị lấp dưới tất cả đất như thế, chị cảm thấy thế nào ạ? Cảm thấy rất là hồi hộp. Chị chờ em mình nó lên, giống như hồi nãy nó xuống thì nó lên rồi thì coi coi nó có vô tư hay không. Ở nơi đó không còn hận. Có tin vào sự trở lại của anh Hoàng? Có chị. Ở nơi đó không còn những tin sự trở lại của ảo thuật gia không? Để người giống lừa nhau. Cũng chưa, cũng không biết nhiều phút hả? 25 phút hả? Dạ, chắc 25 phút. Có tin vào sự trở lại vào thời gian không ạ? Tin. Lo, niệm Phật nhiều lắm, niệm Phật cho chú nhiều lắm. Chị cảm giác lúc này như thế nào ạ? Lúc này cũng đang hồi hộp mà, tại vì cũng có niềm tin rồi, cũng không có đi hồi hộp thì hồi hộp, chứ cũng tin tưởng là phải trở lên an toàn, không có gì hết. Không còn những gánh đua để người biết thương nhau, để người biết cần có nhau. Đã 30 phút rồi mà anh Hoàng chưa trở lên thì bây giờ mình sẽ phải như thế nào ạ? Vâng, rất là lo lắng. Giờ theo bác mình làm thế nào? Không lên thì mình làm thế nào? Thì anh em đi lên. Cứu lấy chú. Em có tin là ảo thuật gia trở lại mặt đất không? Vì sao lại không tin? Em có thể giải thích cho chị. Vì sao? Em nghĩ đến một cái chuyện gì xảy ra? Ở trong đó nguy hiểm. Một lần trong đời. Rồi, các bạn chuẩn bị.
Hoàng đang nói là Hoàng đang chuẩn bị trở về lòng đất. Bà con ơi, bà con ơi, chuẩn bị. Bà con hãy ôm từ 1 đến 30. Bà con từ 1 đến 30. 1 trong một ngày yêu thương trong tôi sẽ dần đầy, sẽ sống với trái tim đầy khát vọng, ước muốn gánh bớt bao buồn đau. Nếu chỉ sống hết trong một ngày, xin mang yêu thương cho mọi người, xin luôn yêu em như ngày mới yêu, xin cho nước mắt thôi ngừng rơi. Và tôi xin một ngày nắng xanh tung cánh diều, và tôi xin một ngày thế gian không buồn đau, và một ngày tình người sẽ chia chung mái nhà, và một ngày chẳng còn chiến tranh không hận thù. Thời gian thôi đi.